nó là cảm xúc của mình Đó, để tu lại đầu tôi kể luôn cho nghe ha. là khúc khúc 2 phút 30 giây ấy lên. 20-30 giây. Là khúc nói gì? Nói về lúc mà Len bị bỏ đói á. Lúc đó thằng Lộc nó cũng mới vô một thời gian ngắn thôi, mình cũng nghĩ à thằng này chín chắn. Nói chung Lộc hồi xưa ấy nó khôn kinh lắm mọi người ơi. Thằng Lộc nó biết Lộc à? Lộc thì á, Lộc nó điếm á. Lộc kêu nó khôn thì nó không đúng, nhưng mà nó nói điếm thì đúng. Điếm ở đây không phải là kiểu kiểu mà nó xấu. Điếm này kiểu xấu, điếm này là một cái gọi là một sự, cái gọi là nó có sự nhìn nhận, nó suy nghĩ cũng khác người á. Nhưng mà Lê có nghe anh Nị nói là Lộc mới đầu là không muốn lên vô, là nói cái lý do gì đó mà anh Nị là kêu là không tiện nói ra. Không, Lộc nó nói vậy để nó, thứ nhất là thằng Lộc là cái tính của nó là nó muốn cái sự tốt nhất. Về cái thời điểm đó thì chắc chắn là tao mới từ Indo về, tao không phải là một thằng điếm tốt nhất rồi. Nhưng Đó, mà nó nói như vậy để anh Nị có những cái suy nghĩ trong đầu, về gọi là suy nghĩ lại về cái quyết định của mình là có nên tuyển tao hay không, hiểu không? Đó là cái cách thằng Lộc nó nói đó, điếm đó, điếm là hát, đó là gọi là không phải điếm, không biết anh em hiểu cái chơi, nhưng mà đó gọi là cái sự tính toán trong đầu của nó, gọi là nó hay. à tôi nhớ thời điểm mà có thời điểm trước đó một năm là Len với Lộc là hai anh em mà chơi với nhau trong răng mà chửi nhau gọi là ghét nhau luôn đúng không? Không có mấy ông nhắc chữ không hề, tại vì thời đó là em có, Tôi thời nhớ đó Len là Len có nhớ là lúc anh em mình ngồi Adonis, tôi ngồi kế ông mà ông đánh Collusion bị Lộc chửi không, xong rồi qua game sau hai thằng khác team cũng gặp nhau ở dưới boss luôn, Len nhớ không? không Cái không có Lộc nó mấy cái nhớ, không câu có. Lộc nó mới nói cái câu này nè, để tao chỉ cho mày đánh cái con Lucian Royal như thế nào. Không có Không hả? không phải, không Kết nó có ông có nội ơi, lúc đó là có tôi với Kết với thằng thôi đủ mấy Exo sầm anh ba nữa nè. lồn. Cá là tôi nhớ rồi, nếu có Nè, tôi bình thường tôi hay nói xạo, còn mà đã tôi nói là tôi dám thề rồi. Ra đường tôi liền. Kít nó kể chơi Vene Gly cỡ kể chơi Lucy hả, thôi hả. Không, là tôi không nhớ lên đánh con gì, nhưng mà thằng Lộc nó đánh con Lucian, rồi nó chat on là nó nói để tao chỉ mày cách đánh con Lucian nó Royal như thế nào. Chỉ mày chứ không phải chỉ Má Len không nhận gì chịu luôn á. tao Thôi đâu. anh em mình vậy thôi, mình lướt qua cái này để hôm nào anh em mình cầm phim cái vụ này đi. Phim hả? Ok. Ừ, đợt đó là Cách nói thời những đó thứ là mà mình Lộc lại nghe càng muốn nghe đó. nha. Cho nên lúc mà phỏng vấn nó vào game á, lúc đó là nó xin ai ta, nó xin Eric, nó nói gì Eric trước để tuyển vào Thì game, Lộc hồi xong rồi trước bà mình mới tuyển nó. cái Xong thời rồi mà hồi đó Lộc nó Len mới vô hỏi game á Len là á cái thì anh cũng là nói cái thời những đó luôn á, cái phát ngôn sai lầm như vậy tại thì vô nó cũng khôn thời đó chứ, luôn á. anh nó khác, nó khác nó biết học hỏi những cái đó là nó nói những cái mà người khác kinh khủng luôn mọi Nhưng người. mà mày biết cái thời vô game là cái gì quan trọng, cái gì nổi bật không liền? Tư duy hả có hay một là giao có tiếp? một có một sự trở lại của một vĩ nhân từ thời sau đó, là từ lúc vô game này Senna có mắt ngoài ngoài game Senna. Là Len có đánh cặp với lại thầy luôn á Không, tại vì thầy chưa chưa đánh cặp, thầy vô trước một xíu, nhưng mà cái lúc đó là năm 2018 Tết đúng không, Tết đúng không, Tết thì tao có về quê tao ở lại trên luôn, thầy cũng vậy à, mà thầy từ kia từ 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 ngồi kia ngồi bắt vô đó, thì ở lại tao có thầy nhớ gọi là thời điểm thầy đó là tao nhớ thầy là lúc đó thầy đi canh nét nè, xong rồi thầy vô game thầy đánh thời đúng gian rồi đúng đúng rồi không? thầy 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 vô 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 game anh này kêu, xong rồi thầy vô vô rank thầy chửi nhau với Genji, thầy hỏi địa chỉ đâu, thầy đòi quay chém nhau luôn, thầy ngồi trong phòng che, anh này ngồi sau lưng mấy thầy chat luôn, sao địa chỉ đó. Mấy cái này thì chuồn chuồn nhớ da quá vậy chuồn chuồn. Đó, xong rồi cái đợt Tết đúng không, cái đợt Tết thì thầy đánh xong một trận Yevan rồi, xong đợt trận đó nữa là thầy kiểu mà thầy không thấy tương lai nữa, là anh này không cho đánh nữa, thì thầy sau đợt Tết là thầy quay FQ à, đúng không được Đúng 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 là lúc đó à, là thì trước Rick kêu trước vô đúng khi không? trước khi à, Phúc vô cũng tầm trước đó rồi, nhưng mà nó cũng chưa được đánh hay sao á, nhưng mà trước khi quay FQ thì thầy ráng ở lại quen cái Tết để bú cái lì xì 500 ngàn của anh Linh, thầy hay mày đỉnh đỉnh chỗ đó, sau Cơ Tết thầy mới duyên chuyển quay FQ. thầy đồ quá tính ra đó, mà tao cũng công nhận là thầy
Chị thiệt đủ mất thầy lúc đó là thầy nghỉ thời chuyên nghiệp 2 3 năm chờ mà thầy đủ mất đi giữ nét xong thầy comeback lại được là đỉnh luôn á. Nói chung mà thầy cũng cố gắng, nhưng mà được cái thầy vô đủ, thầy hẹn chép nhau cái kiểu. Nói chung nói những cái để chiều lòng người khác á, cho nên cái nó biết mà bé lên chuẩn bị vô nó nói với mình là hồi xưa á nó ở chung với bé lên rồi, nó ở team AK, bé lên có chuyện này nè, xong mình hỏi là chuyện gì chuyện này kia. Lộc thì ở chung, Lộc nó ở chung với tao thì ông không có ở chung. Thời đầu tiên là tao vô IK, đúng rồi, IK là cái tiệm net ở Lê Đức Thọ đó. Tiệm net đó tên là Sky Sky Gaming, anh em nào biết Lê Đức Thọ là biết cái tiệm net đó cũng khá là lâu, không biết tiệm nó còn mở không. Tiệm Sky Gaming gần ngay chợ hay gì á, Lê Đức Thọ, đường đó chắc Lê biết Biết thì biết biết nhưng đó. mà không biết tìm nét thôi. Cái Sky Gaming xong rồi ở ở đó ở net mà kiểu ăn ngủ ở net, mà ăn ngủ net xong rồi sau này là chuyển qua Ung Văn Khiêm Văn đó, chuyển Khiêm. qua Ung Văn Khiêm xong rồi mới 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 chuyển lại cái Nemo, Nemo biết không, Nemo. đúng rồi đó, chuyển qua cái Nemo. Nemo là cái tiệm cũng tiệm net luôn, nhưng mà anh Tú thuê một cái phòng ở trên cùng ở thì không có ở với Lộc. Lộc nó đâu phải team A đâu, Lộc nó lúc đó chưa đủ tuổi. Mà lúc đó là anh Tú có làm 2 team, là một team của Len Ừ đúng không, là team A, rồi team của Lộc đúng là team rồi B, là có tụi đúng nhóc chung này nọ đúng không, Xuân Hào đồ. rồi đúng rồi, nhưng mà lúc đó tụi nó chưa đủ tuổi nên chưa có đánh. Xong rồi tao ở là ở tao ở với team A, cho nên chứ trước là tao đâu ở chung với Lộc đâu. Lâu lâu nó quen nó qua chơi thì có, chứ đâu ở chung đâu, hiểu không? Là chỉ có gặp vậy vậy sao lại Lộc nó lại kêu là có ấn tượng xấu với Len. Ủa nãy tao giải thích cho mày rồi mày không hiểu hả? Hồi nãy tao nói là tại vì thời điểm đó là tao từ Indo về. Không không cái ấn tượng cái của tôi nói á là ấn tượng là 2 người chửi nhau trong đăng, không cái đó là có thật mà lại không nhớ đó chứ, Không phải đâu, không nhớ nhầm ai rồi đó. má cái này không có nhầm được, không lẽ giờ lại kêu Lộc nó cầm phin đó chứ. Khùng quá. Đó thì tại vì tôi lúc đó tôi cũng rất nhớ là hai thằng ở chung Gaming House là cũng là đồng đội, mà tự nhiên lại lúc sau là ông nhớ cái lúc mà tôi chở ông về không, tôi còn hỏi nữa làm gì mà ta lúc mà tôi xưng ông với tôi nhớ không Huy, Ủa thì lúc đó, bữa đó đánh giải nét hay gì mà. không có giải nét mà là ngồi chơi răng đang ngồi chen là tụi mình đang đánh cái lượt về, tôi còn lúc đó thời điểm đó tôi còn hay đưa 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 ông đi đưa ông về, ông nhớ không, ở bên khúc mà quận 10 á Nhớ. đó, là tôi nhớ ông có nhớ là tôi hay kêu là ông sao mà để sao thằng thằng lúc đó còn gọi là thằng gia đó đúng không, gọi là Minh Lộc, gọi là Minh Lộc chứ không phải gì đó nữa, rồi sao ông thằng Minh Lộc nó chửi ông dữ vậy, ông với nó nhớ đợt chung team mà cái ông nói là nó sầm lồn đó, ông tôi nhớ tôi chưa. tôi không nhớ. Nếu mình nếu như chữ thiệt thì nhớ, chắc kiểu hạt có giỡn hay gì cũng nhớ. Tại vì tôi nhớ là quạo thiệt, 2 người quạo Lộc thiệt, đó tay làm gì quạo không phải. không thằng 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 Lộc nó quạo ông thiệt, Đó tôi không biết lý do gì thôi, ông đáng đạo nó hả. Lộc nó chưa quen ai. Vậy thôi hôm nào mình có ba mặt Thì đó là bạn mình ơi, chết xong rồi ba chuyện thôi. thôi như vậy không muốn nói, không ảnh hưởng tới bé lên, cái tự nhiên nó gieo cho mình một cái như vậy. Thì cái Tôi này tìm trong hiểu đăng đoạn nhưng kim mà cương nó gọi là dấu ấn tâm linh, Leo hoặc là bị sao trong lá nó gọi là hiệu ứng mồi cũng có luôn, dấu ấn tâm linh, hiệu ứng là mồi, hoặc là một ở cái gọi là một cái suy Nemo nghĩ đánh cho đấy team NG thì nó đó sẽ gieo cho mình ừ có cái chuyện gì vậy ta, sao có chuyện gì vậy ta mà nó không nói thắng được đó, nó gieo lần team đầu với của mình Sọp hồi trước một hai con trận ở chung với nhau Gigabyte á. Full Duit. Quay ngược lại với thằng Bentland thì khi mà nó vô Mon Gaming á, Biết cà bót tao là ai không Lê? Thời NG biết Anchen, cà bót tao là ai không? với lại Sakari Đi đó học đi con mẹ mát luôn ấy chứ. đúng không, đúng không, Cả thời tại vì thời thời Nemo đó tôi hồi hồi xưa là chi tôi hay que chi chi hay que game bên hông ngủ mà ông gần hay sao vậy, không có gần đâu đâu có đâu. Ủa cái kiểu như cái game bên hông cái phòng nó cũng chảy cái nệm giống mấy cái phòng của mình ở đó à, rồi nằm nằm hả. chung vậy luôn hả. Thì không, hồi đó thân lắm, hồi đó thân lắm, hồi đó hay hay dẫn ra, ai biết Phạm Văn Đồng ăn cái mấy cái quán nướng ngoái không được. Cái quán mà Đó 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 ông dẫn đó tại tôi đi đúng không, đúng rồi, cái Mai Xuân Thưởng gần, Mai Xuân Thưởng nhớ gần cái rồi, Phạm Văn nhớ Đồng nhớ đó đó nhớ đó, cho nên là thì không cũng chi tốt lắm. Nó thấy gọi là hồi đó nó lớn mà nó cũng làm có tiền, nó thấy tụi này gọi là game thủ khó khăn cũng nó cũng giúp đỡ mà có nó tốt. cái này coi tôi có cầm phân nè. Chi chi tốt rồi nó dẫn đi ăn rồi thì cái kiểu thôi cũng cũng có quen biết mà.
thì nó qua chơi bình thường mà. Còn Hè thì có bữa ngày nó ngủ game hôm, bữa quay nhà nó. Ông gần quá ta. Ông gần hả? Định đâu, Hè nó nói mà, thiệt mà. Nhưng Nhưng mà mà tôi ấn tượng nhất là cái câu mà thằng Hè đụng quán quen nó giận lót cho gì gì á, tôi thích cái đó. Nó kể độ má lùng lùng kia đi nó kể. cái gì không nghe rõ, Nó thứ nghe rõ. kể độ nó quê nhà chi ở độ nó giận lót cái chi độ. Thì cái đó tình Đúng yêu mà, đó rồi thì đúng rồi, thôi không là nhưng làm mà thôi. cái tuổi của tụi nó là 95 94, chi 94 thằng Hà 95 đúng không? Hình như Không nhớ vậy. nữa đúng, nhưng mà cũng tầm đó thì tuổi tao tụi bình thường. Nhưng mà Chi Chi thì tao tiếp xúc là thấy vui, thì Chị hiền, tính như con chị hiền trai vậy đó, tính như con trai nhưng mà không vui phải rồi tính là như con trai mà kiểu nó dễ gần thân thiện vậy. như em ơi, phải nói là như em ơi bây giờ thẳng lắm, Em vui My nữa. thì nó sổ sàng quá, Em My sổ sàng quá, Ôi khổ quá, em ơi có chừng giữ chết nét xíu, rồi. giữ nét xíu. Người ta cũng hoa hậu trang sức cái kiểu, người ta cứ giữ nét xíu. Còn kia mẹ một con mà hơi sổ sàng á. Hồi đó thật là cái con mà mình ấn tượng nhất với nó là con chim băng mọi người ơi. Hồi đó không có nhiều người đánh chim băng đâu. Một trong những người hồi đó còn đánh chim băng là Optimus nha. Nhưng mà cái đợt đó là Optimus là đợt trước đó nữa. Còn đợt đó là cái người đánh chim băng là dám đuối là Bedlam. Còn Bedlam á, con chim băng của Bedlam á, À, ông nhớ chắc là chim băng Bedlam. của tôi không? Nhớ, mà nói chung Ông là nhớ ông mấy đợt trận đó ông đánh con chim băng, con vờ la, con găng lăng, con Victor là mấy con đó ông đánh tốt nhất luôn. ông nhớ mấy trận chen không? Mấy trận chen mà đụng với mèo tem nát mà tôi đánh chim băng mình tôi đánh hết Không này không nhớ. à? Đỡ, tôi nhớ Đủ mà tôi là chịu. chủ lực họng súng của team này nọ. Nhưng mà ông nhớ cái thời Edonis mà hay cái ngồng ngồi phòng chen không? Nhớ cái đó thì Hay ngồi nhớ. phòng chen mà Bande có bầu hay lên ngồi với anh bè không? Nhớ, ông trả, ông trả Nhớ của em mà ăn gì chưa vậy, ông trả của em. đó, ông nhớ cái lúc, mấy cái lúc mà tôi nhường ghế ghế cái mình cho mình đang ngồi, Rồi tôi tôi ngồi ghế nhường á, ghế ông sáng nhận không? không mà tôi nhường. Ồ, Tôi nói chị Bena tôi ngồi thấy đi, cái chị Bena mới hỏi tôi là rồi em ngồi đâu, tôi nói tôi ngồi Đức được rồi. thấy Tôi ngồi Đức ghê vậy. Mày nói mà sợ lộn đó. Độ giờ ba giờ ba đây cũng như vậy, cũng mang bầu đó, nhưng mà người ta không ngồi cần ngồi ghế mình nữa anh lừa. giờ Giờ ta người ta ngồi kia ghế mái che rồi, ghê vậy. đây kia người ta khác rồi. Ông gần cái nhà của anh ba quá ha. Dạ, ông có biết cái chỗ mà bò viên giấu con heo không vậy? Trong cái tủ Vậy để mốt tôi chở ông qua mua con được gà thằng sẵn thăm hai nhiều vợ chồng nhiều nhiều đây, nhiều nhiều đây. Cái đó nhiều ha. á, trong đó cái tiền của tụi mình nữa. Tên sẽ đánh gần giống Frog gần nhé. Frog gần nè. Chắc giống Nhớ Frog là gần. được, biết chỗ Cái là kiểu đánh được. của nó sau này chắc cũng dần giống như vậy. Thì lúc đó đánh rất là ấn tượng. Và có một trận là nó chặn luôn cả cơ hội của Asus Fate. Cái mùa đăng Levi cũng không vô được, mà cái team Fate cũng không vô được nữa. Là mới vô áp đảo quá trời luôn, mày ú đánh con Nidalee á. Áp đảo quá trời, Linh Kỳ đánh con Vla hay con gì quên mất rồi. Bằng bấy lên Hình như anh nị quên là tôi gặp anh Suphết 2 lần. Một lần là cái trận đầu tiên tôi đánh giải luôn, là tôi đánh dưới B lên đó liền, thời AKS á. là có win một lần đúng không? Đúng rồi, tao win xong rồi tao mới vô chung kết, tao gặp Đà Nẵng boss á. Thôi xong thua Đà Nẵng hả? Thắng 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 mới có vé lên này, Hình là như cái Đà vé Nẵng với đó là có địa còn bo bo đúng không ta? Bo thằng hàng địa hả? rồi, nó chưa độ tuổi nghĩ sao vậy đó, Tao nhớ là 2010 mấy mà. lớp đó là anh của địa là Đúng có rồi, thời đó là cái lớp của kiểểu lúc trước của địa. Nhưng mà cái thời đó là tao gặp anh Sufet của anh Nị đầu tiên, thời đó anh Nị còn ở Cờ Bắc đó. Trận đó tao đánh anh Gia, còn trận sau anh Đà Nẵng Boss tao đánh con DNA với lại con Rai con gì á. mà hình như là lớp là Slay đi top nè, Lina AD rồi mid là Lớp Jinky mạnh rồi lắm, Nhu Ú rồi lớp ác lắm, Akiho đúng rồi, thì phải cái lớp đó. Cái lớp đó là cạnh tranh vô địch nha. nhưng mà ta được cái hơn một cái là anh nị mày biết anh nị hay dị mà đúng không? Thời đó Big hay Cream đi top. Mới bú được trận đó đó. Anh nghĩ thương mày á. Thì nó đánh còn Anh nghĩ vậy bé sao anh lè nó nghĩ quýnh đổ còn rớt A luôn. còn chim ở băng này á, đất mẹ, xong mới rồi vô là bên này áp đảo quá mua trời lại rồi lót ngủ hay bị gì spam của mất bánh mì không minh kịp nhật đó, phanh biết gì không? sao gì đó, xong rồi bị bên kia lật lại á. Thì đánh con chim băng, tức là nó vừa qua bên Gaming là nó tỏa sáng liền luôn nha. Hình như đó Gaming là có ba rọi này, Kit Dẹt này, Akeno này, với lại Lên nè. Clear Hecarim là đúng con không, Octopus bị xong anh có ba thằng cướp Exo nữa, mặt chúng đánh nhưng ra mà đánh lên vô vậy ngon đó, lên. dạng như vậy á.
thì đến chung cái mùa đó Belen rất là tỏa sáng rất là kinh. Xong sau cái mùa đó rồi thì như là đi lại quay lại team Next Gen à, đúng rồi. Từ Mon Gaming lại quay lại team Next Gen mà lúc đó không có bà rọi như qua FQ rồi sao ấy. Xong rồi fail một thời gian không vô được playoff, xong rồi sau đó thì đi Indo các kiểu. Đi Indo mấy năm trời á. Đi Indo là sao là Liêu biết thời NG, thời ở cái chỗ Nguyễn Kiệm đó. Thời đó khổ vãi lồn rồi đủ, mày đéo có tiền ăn luôn. À, ngày ăn có một hai bữa à. Ngày tính ra hai bữa là sang đó lên rồi. Ăn có một bữa. Đủ quá mày cái lên lưu nhớ cái quán cơm mà đủ lên mở hộp cơm này thấy nhiều con ruồi lên bỏ luôn không? Anh đâu ta? Đang ngồi. Chạy ngồi giáp á hả? Không phải cái nhà của mình ở xong rồi đi thẳng xíu rồi phải đó. Quán cơm 15.000 ăn ăn bao cơm thì ăn bao nhiêu cũng được. Tao không biết đi mày, bữa đó cơm nhờ mày mua về hay sao, nghĩ xô nhờ mua về á. Là Xô nó mua về cho ông, tại vì tôi có nhớ là cái quán cơm đó là 15.000 là một phần đồ ăn, còn cơm thêm là muốn ăn bao nhiêu cũng được thì đủ. Tôi còn nhớ Xô với thằng Chris kêu là hay ra đó ăn nhất. Tuy dở mà nó kêu là no, đó ăn bao nhiêu cơm cũng được, nó ngán nó nuốt cho bằng được á. Đó, đủ mấy lúc đó hình như tôi với ông đang biệt đội cút chờ Elo sao đó liền. Đang đủ mấy đang đánh mệt, nghỉ ngơi ra mở hộp cơm điệp mày nhìn thấy nghiêng đùi thôi bỏ luôn. Không, tính ra hồi đó nếu mà so thì ông vẫn sướng nhất trong cái đám tụi tôi rồi. Thì có nhiều nhà tài trợ. Ông có nhiều nhà tài trợ rồi, mà tôi còn nhớ ông đủ ông tệ tụi tôi phải lồn ra. Tệ, ông nhớ cái xem lúc lồn tệ. Ông mua con gà anh Tư không? Cả nha họ. Ông ăn cả xin nha, cả xin có cho nha. Nhưng mà cho ít lắm, ông không cho nhiều. Cho nhiều đủ á, mày ăn bao nhiêu lấy tự nhiên muốn không. Cho nhiều là cho bao nhiêu. Ông cất vô tủ. Cất vô tủ sầm lồn á, đồ ăn ta đem vô cất vô tủ nha. Cái tủ ông cất vô. Cái tủ sau lưng tụi mình đó, ông cất vô đó. Tủ có bỏ đồ không rồi. Đó, tôi kiếm cái đó má nó đói vậy mà lên nó cứ gà vô sao nó dám lấy gà ăn vậy. Xem lồn đủ quá. Thời đó là đủ mấy mày, cái quán cơm đó lại cái quán hủ tiếu nhớ không, lúc tối nhớ. Hủ tiếu có bán trứng vịt lộn luôn á, đủ má ác luôn. Nói chung cái thời đó đủ má, tôi không hiểu luôn, má ở nhà cơm lúc nào cũng có ăn. Tiền thì cho ngày 20-30 đủ má đủ đi chơi nát. Rồi đấy sao tôi chì dữ trời. Nhưng mà hồi bữa tao rảnh cái tao có việc tao đi ngang qua chỗ đó tao vô trong đó tao coi lại á, đập rồi xây lại cái nhà khác rồi. Đẹp lắm, xây đẹp lắm hả? Ừ, xây đẹp lắm, đồ mới xây kiểu biệt thự luôn. Quán cơm cũng dẹp luôn rồi sao á. Cái đợt đó ông có nhớ là tối là tụi mình đi ăn cơm ở ngoài chợ Gò Vấp không? Quán cơm 20 ngàn gì á. Nhớ cái bé đó mà. Má bé nó xinh thiệt, không biết giờ cưới chưa nữa. Như quán cơm nó đâu luôn mà không thấy. Quán đó là vừa đắt mà vừa ngon nữa nha. Không mà ngon đúng không Len? 20 ngàn mà Len ngon đúng không? Thì cũng được, nhưng mà có điều lột mấy xô nó ăn xong đủ mới về nỉu ra móng. Lột nó nóng quá mà. Tôi có nhớ là đủ lúc đó nó bị mà nó than. Nó không dám nói tụi mình, nó chỉ nói cho anh Dũng thang. Thôi. Nó nói anh Dũng ơi, như em bị bệnh chết rồi rồi. Rồi anh Dũng hỏi bị gì, cái chở nó đi khám, ai ngờ là anh bị nóng quá, anh bị chỉ cái gì. Thở ông nóng thì nó kia thôi chứ nó chưa mất. Nhưng mà giờ có thằng Kít đó, hỏi Kít nó nhớ cái này nè. Kít nó, hồi lúc nó sốt. Nó nhờ Lồng Bấy Xô mua thuốc giùm, Lồng Bấy Xô đéo mua. Rồi, ông nhớ ai mua không? Tại phải đi mua cho nó. Rồi, ai nữa là ai nhớ, ông nhớ ai mua cháo cho nó không? Đúng rồi, mà Liêu mua chéo cho nó, đủ tao phải đi mua thuốc cho nó. Đợt đó. Nó ngồi nó nằm một đống đủ quá mày, nó nằm kiểu mày biết cái tư thế bào thai không? Nó nằm như cháo rách vậy đó, đủ mới đấm nhòm nó. Co cái giò lại nó nằm, nó rút vô một chỗ luôn. Đồ ăn lộ ấy sẽ kêu lộn da lộ ấy xô cái xe. Đó, anh kích nó nhờ mua tôi cũng mua có, mà thuốc lúc đó như là tôi đi đám anh đúng không? Tôi cũng có nhưng mà lúc đó tôi đám anh về tôi mới không đi biết. Ra mua. Nên là tao thấy vậy thôi, đủ mới tao đi mua cho nó luôn, bởi vì cái đường hẻm nó có nhà thuốc. Nhà là như là chỉ có tôi với thằng Bethlehem là ơi tôi với thằng Xô là có xe thôi. Má hồi đó đủ má nát. Lúc đó mà không có tôi Bethlehem thật là nhiều khi là kiếp đụng nó đang ngắm cái đá rồi. Luôn rồi đó, đang ở đâu rồi đó. Đâu được quay cả cái tiền của nó rồi đó. Bởi vì lên Xô ấy Xô tại. Trời ơi, một năm á, có một mùa chứ. Xong rồi có đợt cuối giai đoạn, có một cái giai đoạn mà mọi người không biết thì Belen nó chỉ kể riêng với mình thôi. Hình như đó một lần trên stream nó cũng nói
Đó lý do tại sao mà đi Indo á, anh em đủ mày tiền bạc không có, ăn uống cũng đéo hưởng thôi, xong rồi team đánh thì cũng anh em biết rồi đó. Một khi mà cái gọi là cái hậu cần ăn uống cái kiểu mà cái tình hình tình trạng tiền thủ không tốt thì đánh nắm được cái lồn gì đâu, đánh nắm không có ra hồn, không có hiệu quả, cho nên ổ Mà khi nó qua mới Indo, nghĩ đi Indo chứ kiếm quay kiếm tiền chứ. ô mọi người, nó thi đấu á thì nó có vô địch rồi nó có về Việt Nam đánh luôn, nhưng mà có một giai đoạn là nó chuẩn bị về Việt Nam, nó nói với lại bên Indo là nó sẽ về, thì bên đó không có thích nó nữa, tức là nó kêu giờ nó muốn về à, nó không muốn ở bên đó nữa, thì bên kia thích nó kêu Nãy là phần quản lý bên đó lừa à. nghe tôi nói khúc này rồi mà đúng không? Được, nghe rồi nghe rồi. Đó Thì là giống như Khánh Tâm thôi, hết chứ chị lợi dụng ơi anh. đồ má Bỏ ơi đói nó, mày không cho nó ăn, nhốt nó trong phòng mà bỏ đói, ngủ không rồi cho đó ăn, không uống nước gì hết má. á. Nó kêu em tưởng cái đó em chết rồi, bỏ xác đi đồ rồi đó, em không có gì ăn, không có gì uống luôn. Xong rồi có một thằng ở trong đội nó tội nghiệp quá, cái nó nấu ăn nó cho em vô đoạn, tức là đội nó gần như là cách ly nó mọi À, người. hồi, nãy giờ tôi kể thì anh em cũng nghe rồi thì đó, cho nên là tôi chẳng phải khổ rồi, cái việc nhịn đói, cái việc bỏ đói thì nó bình thường. À, Ly nó cũng biết rồi. Ăn ăn 1.000 ít cũng được không sao. Kiểu Nhưng anh mà em mày được rèn luyện rồi á. cái quan trọng nhất là cái tại vì cái thời điểm đó tôi đang uống thuốc lao. Thuốc lao là một trong những cái thuốc mà gọi là nó tiệm cận nhất với lại những cái mà anh em dùng để hóa trị xạ trị là trị ung thư Mà đó, tại vì nó toàn hóa chất. tụi tôi thắc mắc sao lúc đó lên giấu tụi tôi vậy? Giấu gì, Giấu bệnh. giấu bệnh tự nhiên tao bệnh thì giấu giấu gì tự nhiên, Ý ủa tao bệnh là tao nói cho tụi mày chi thì phải nói rồi để anh em còn biết khùng với là tao bên đi đô mà tự nhiên tao lồn nữa rồi đó. lúc ở Việt Nam là đã có hay có uống rồi mà. Việt Nam uống thì tụi mày cũng thấy uống rồi, tụi mày biết rồi, họ nói gì Tại nữa. lúc đó tao tao tưởng là mày uống thuốc bổ, Anh cái tôi suy nghĩ là uống bổ nhiều mà sao đéo thấy mập lên. làm lồ rồi. À, một ngày là mới sáng ngủ dậy là phải uống tầm mười mấy viên thuốc. Uống sau khi thức dậy không, trước khi ăn để gọi là vi khuẩn leo nó gọi là nó bú mấy cái thuốc đó trước. Đó. Để rồi là nó kia mỗi lần anh em uống vô thì thì sẽ đau đầu, xong rồi đi tiểu, mà anh em biết đi tiểu ra cái màu màu của thuốc á là nó sẽ màu kiểu màu kem kem nâu nâu gì đó, đỏ gì cũng nhớ nữa. Đó. Nó sẽ phải trải qua khá là lâu, nếu như người khỏe mạnh thì tầm 6 đến 7 tháng theo phác đồ điều trị của bác sĩ. Nhưng mà tôi bị lần hai. Lần đầu là đang uống giữa chừng rồi tôi bỏ để uống nữa, bị thêm lần hai thì chắc chắn bị lần hai nó sẽ nặng hơn, bệnh nào cũng vậy đó, cho nên bị lần hai thì uống ít nhất cũng phải 1 năm đó, uống 1 năm ngày nào cũng uống vậy đó. Cho nên là cơ thể tôi yếu lắm, gan thận tôi yếu lắm, đó là lý do tại sao mà cái đợt đó uống thuốc không nói nha, dính thêm vụ mà không có đoạn bị kiểu mà tụi nó đéo quan tâm nữa thì nó mới khó thôi, chứ thực sự chứ việc bỏ đói thì đối với ngày thì chuyện bình thường, nhỏ lớn giờ đủ quá mày ăn cơm một hai bữa với chuyện bình thường. Nhưng mà hơn được cái có thằng bên đi đô đi à, Thằng kiểu AD nó đúng không? thấy không, thằng thằng đi rừng thằng kiểu nó mới vô, thằng AD là thằng thằng quản lý kiểu nó mới vô, nó thấy ở đủ má mày thằng này nó làm gì mà sao tự nhiên nó mấy kia nó bà đói nó kia nó cô lập, nó thấy tội cho nên là nó kia nó nói nó hiểu hơn, thằng này cũng biết chút tiếng Anh, nó nói nó hiểu. Nó là lâu lâu nấu cơm Là đỡ lâu lượng lâu xíu mới nấu cho ăn hả? chứ sao, đủ mới nó né chứ, nó né mắng lộn kia chứ, Là lúc đó là mấy ngày là lên ăn được một cử. tầm một hai tầm không nhớ nữa, một ngày ví dụ một ngày sáng cũng dậy đi thì uống thuốc nè đó, xong rồi vô nằm người mệt, mà khi nào tỉnh dậy thì đủ mày ra kia kia ra coi thử kiếm cái gì ăn, không có thôi, không có thì tới chờ tới khuya, khuya ra coi cái gì ăn, không có thì nhờ thằng kia nấu, Là cứ chơi game là giống như cho qua cơn đói hả? không chơi game luôn, nằm không muốn sức đéo đâu chơi game, thuốc vô người, thuốc ngấm vô người là đủ á, mày nhìn thấy mặt trăng mặt trời đâu còn nên còn đủ á mày kia được. Má nhà tính ra nó cái tổ chức nó đối xử tệ vậy, mà đợt đó đấy đấy công mạng xã hội nó không phát triển để mà mình bóc phốt nó ha. Thời đó thì tao biết rồi, tao biết, nói chung thì tao nhìn tụi nó tao cũng biết rồi, thì cũng mình cũng độ với mày đéo đòi hỏi được gì hết. Thằng kia thì lâu lâu đó nó nấu giùm, tại vì nó nấu nhiều hơn mấy thằng kia, nó nói mấy thì có bữa có đợt nó nấu cơm giùm tao, mấy kia hỏi ủa sao mày lại giúp nó, tao nhìn cái cách nó nói chuyện tao hiểu tiếng đô, tao hiểu mà
cho nên là ủa tao cũng biết rồi, thôi ráng thôi. Đợt mà mày chờ tới cái ngày ra được cái sân bay á, đục ra cái chỗ biết cái sân bay nó hay cái bán chỗ bán phở bán mì rồi, Ly biết không? Ê, À, đồ em vô mua hộp bị gói đi mẹ, mà ăn hộp bị gói nó như tưởng đang ăn cái lồn gì chứ, sao bà khá ngư chứ vậy ché à? vậy. Ăn coi xong đi với cái sức đủ mới mình lết lên máy bay chứ. Tính ra lúc đó là lên ổ khổ hơn tôi. Nói chung là anh em mình đã khổ một lần là ở bên Việt Nam đúng không, xong cái tụi tôi là thoát khỏi cái cảnh đó rồi là đủ mắt lên dính thêm nửa năm nữa, là một nửa năm, là một mùa đúng không, lên dính một mùa thôi đúng không? Đúng rồi, nhưng mà mang lộn á, được nó được cái thì cái lúc á mày cho đi sân bay á là ông biết là đi sân bay phải có mẹ đặt chỗ kiểu mày đúng không, đó cần điện thoại á, kiểu mày check in á, cái điện thoại lúc đầu nó đưa cho tao xong rồi lấy lại, Nhớ nhớ lúc đó tao có giờ hỏi. độ mới đéo có điện thoại để có mẹ đặt chỗ để check in là Rồi. đủ mới thì muốn làm gì làm, nhưng mà hơn lúc đó thì đi thằng Phong hay hay nấu cơm sao nó cũng lúc đó nó cũng về về nhà luôn, tại bữa đó lúc đó kiểu về luôn á cuối mùa mà cho nên nó cũng về nhà luôn đó, hơn nó cho mượn điện thoại, nhưng mà cái nó bay là nó bay vô chuyến quốc nội tao bay chuyến quốc ngoại à, hai khu nó thể khác nhau giống như sân bay Việt Nam vậy đó, nhưng mà nó cũng chịu khó nó đủ nó cho mượn điện thoại đỡ được gặp đỡ được lồn Phong đó. Chúng thôi là đủ mấy con bú lồn đất hay đồ rồi. Nói vậy mới rồi quá, quý nhân của mày đó má, Tại vì mà tại sao? ấy là đủ mới nó làm kiểu tại với lòng, tại lúc đầu tao mày qua mày nhớ là lúc đó còn nói chuyện Facebook không, là mày nói tao đã cho mày ăn nhiều lắm, nhớ mày nói là Thì mày bình là thường ăn thì gà này đúng nọ rồi. cho. Để thì mình có giá trị là dùng nó, mình làm cho nó, mình giúp nó du lịch biết bao nhiêu giải, bên đó cũng khá nhiều giải nha. Giải của Lenovo này, giải của giải giải kiểu giống VSA này, hai ba giải chứ còn cái giải này quan cấp thì mình giúp nó nhiều thì nó kêu mình thôi, Rồi rồi nó thằng Rick Kem lúc chuộc đó là chuộc sao? thôi, Tao nhớ là mày đi chung với để Rick giờ Kem trước không? rồi, để giờ trước rồi, để giờ trước có vô game trước tao À là mày gướng thêm một mùa nữa đúng không? thì đang giữa mùa mà. Lương lương ổ đợt đó là lương là nó trả mày đủ không? Trẻ rồi trẻ cũng hình như thiếu chứ, nó cũng ta cũng nhớ nhiều lắm. Lúc đó đủ mà mày giữa cái khoảnh khắc mày đủ mà mày sinh tử thì mày đủ quan trọng tiền đúng không Lê, đúng không, thì lúc đó mày lo mày đủ mày đi thôi, đi sân bay thôi chứ mày cũng quan trọng em, chẳng nó mày ngồi mày điếm. Đấy. Người nào trải qua rồi sẽ biết. Gặp mấy lồn nó đúng súc sinh trong gọi là cái nghề này, đúng cái nghề game thủ đã khổ đủ đó, còn gặp mấy lồn kiểu vậy nữa. Lương rồi, lương tầm 400 mấy đô á, bốn mấy Ủa gần sao 500, bèo vậy? 400 mấy gần 500, thời đó đủ bao nhiêu đó ông nội, Đâu cái lúc mà nó nói tao qua nha là nó điêu là 700 đô đó. nó hứa hẹn vậy thôi chứ chứ thực sự cái giấy nó khác, À là khi qua là lúc mà nói chuyện hợp đồng lại đưa khác nữa hả? nó nói với mày chưa chắc nó để đồng ý, quay coi thử mày đánh như nào nữa chứ độ, rồi tem nó có phát triển hay không nữa chứ. Độ đúng kiểu bắt chạy. Đợt đó là thằng Phúc nó gọi tao trước nè, cái nó rủ tao qua mà phần là sao á, tao là kiểu không thích ở xa nhà mày biết không, là tao thích ở gần gần khu vực gần đây thôi. Ủa mà nghe cái giá 700 xong giờ là mà nó 400 rồi, nó cắn sao phải luôn. Đó Xong rồi sao đó, tức là chứ nó đặt vé nó chuẩn bị về rồi các thứ, nhưng mà phần bên đáng lẽ kia nhưng mà họ về là tao inbox anh ỉ, anh ỉ trước khi tao về nha, có nói chuyện với tao xong rồi có coi lại mấy trận tao đánh cái kiểu rồi cũng chỉ nói cái này nói cái kia đó, tại vì thời điểm đó là Zero Day hung thần anh em biết rồi đó, từ lúc trước tới bây giờ hung thần vẫn là mày vẫn như vậy thôi, mà lúc đó tôi xin cho game rồi mày thuyết phục mà anh coi Nghị như thấy sao nó để đã quyết anh định Nghị vào về vô? đó là không có thì nói chuyện thôi, thì nói chuyện bình thường thôi, thì xin thôi anh ấy cho tự có thuyết phục đâu, À là cứ cứ nói em muốn vô vậy thôi không có hả? cho nó. ờ nó vô rồi anh ấy hỏi rồi nhiều cái gì chuyên môn cái kiểu nói chung là trao đổi. Không cho nó ăn uống vậy đó, nhốt nó vô một chỗ vậy đó, tức là cuối cùng là về cuối thì mối quan hệ của nó bị tan vỡ với người ta đúng không? Đó thì nói chung mà đối với mình á, nguyên cái sự nghiệp của ông bé lên mình nhìn vô mình thấy như vậy, nó sáng nhá, khi nó xuất hiện là nó rất sáng, và sau đó rồi nó lại không, nó đỉnh cao nó là hạng nhì cái VCS mùa đó đúng không, thua Sài Gòn Joker xong vào Next Gen không thành công, xong đi qua Indo xong rồi quay vại Gam và đánh cho Gam xong rồi bị dự bị, xong sau đó vô stream chung với ba rọi
rồi quay ngược lại vô EVOS xong rồi lại stream. Thật ra trong tới tháng 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 5 năm 2019 á là lúc nó từ EVOS nó bị cho nghỉ á, nó bị kích á. Xong rồi nó quay lại ra rồi. À, không có bị kích nha. Nó lúc đó thời điểm nó thấy mình tuyển quân và nó thấy có thông tin con Levi, nó lúc qua tháng 5 rồi. Levi là tháng 4, cuối tháng 4 là ngày 15 tháng 5 là công bố Levi đúng không? Thì ngày 19 tháng 5 là phải lên nó bị em mình hỏi anh này ơi, bên Gam còn tuyển biết không? Đó. Nhưng mình lúc đó mình cảm thấy là gì ta? Những cái gọi là cái niềm tin cũ của mình, kinh nghiệm cũ á, khái niệm niềm tin cũ á, cộng với những cái mà mình niềm tin cũ đó mình dành cho thằng Badland nè. Hai nữa là về chuyện mình nhìn thấy nó đi stream rồi. Ba là những lần nó xuất hiện á, nó cũng không ấn tượng nên mình không có tuyển nó. Đó, nên đợt đó là để kia ra Yoshino rồi Ross swap qua swap lại đánh Amid á. Tức là Badland bản thân của nó. Xong sau này mình cũng nhìn thấy mọi người thấy không? Phải cảm ơn anh ấy thời Evos xong không tuyển Lee ơi. Sao vậy? Để về sau này chim kiếm mà tiền chứ quên. Tao còn nhớ thời điểm đó mày vẫn còn giữ cái nhiệt giữ lên. Tao đã nhớ là nếu thời điểm đó mày mà stream là mày sẽ stream trước thằng Kid luôn á, là chỉ sau Sena thôi. Lúc đó tao không có chim, lúc đó chưa có chim. Là mày kiểu, mày vô mày chơi thôi biết không? Ý là anh ba vẫn kêu mày stream nhưng mà mày đúng vẫn rồi. Chọn là nhưng mày, mà nhưng đi. Mà lúc đó tao còn đánh giải với lại anh Tú kêu là thằng này không chim được đâu. Với lại tao cũng không quan tâm cái việc chim mày hiểu không? Thì tao biết cái tính của mày là mày thích đánh giải nó hơn. Nó hay đánh giải hành qua live. Nó hay đánh. Cho nên là thôi lúc đó tao cứ đánh giải thôi. Còn sau này kiểu Elvis rồi xin vô game lần nữa đúng không? Không được kiểu cũng hàng cũng hên á, cũng trong chim mới có được tiền á chứ độ mới vô game chắc giờ không biết làm lộn luôn lộn. Giờ đi bán cây với này. Nó hay đi tuyển đào tạo trẻ tất cả những thứ như vậy. Thì thật ra có một điểm của Badland giống như Warzone nha, nó luôn luôn muốn khẳng định và nó muốn thi đấu. Chứ nó thật ra thì cái stream của nó thì giờ là công việc thì nó stream thôi, nhưng Badland nó muốn khẳng định về cái chuyện nó thi đấu. Vậy thì cái chuyện mà mình nghĩ nó qua Indo, thật ra cái thời điểm nó qua Indo hỏi nó là tại sao á. Thật ra mình định nghi như vậy, không có nói á, ai là người chỉ Badland qua Indo, suối nó qua Indo á, là Badland phải thua đó, đó là chấm dứt nguyên cái sự nghiệp của nó. Chứ nếu như mà nó mà ở Việt Nam nó thì nếu mà cái thời đó tao không đi Indo thì chắc cũng vô mấy team khác. Đúng. Ừ. Chắc chắn luôn, tao cũng vô mấy team không khác. Hiểu sao quyết định là mày lại đi Indo lúc đó. Nhưng mà đôi lúc thì cuộc đời mình đúng, không có chọn cuộc được. Cuộc đời mỗi thằng nó đưa đẩy, nó đưa đẩy mình. Nó đưa đẩy mình đến những cái bến bờ, bến vực gì hay thì không biết. Nhưng mà nói chung thì cái gì trải qua mình tao kiểu tao khá hài lòng. Mà mày đến dính cho Đao Lên có phải là thằng Rick Kem nó ngủ mày chứ không phải tao đúng không? Thì cũng một phần là Phúc nó cũng rủ nhưng với làm phần tao cũng muốn đi. Với lại tại vì tao cũng biết tiếng nghe Anh nữa nên là cái vấn đề đi đến câu hỏi tao nó không phải là vấn đề lớn. Nó không phải là đáng lo ngại. Nhưng mà nói chung thì mấy cái gì chạy quê thì cũng khá là hài lòng bởi vì nó cho mình nhiều cái bài học. Nó cho mình biết được nhiều cái khía cạnh của cuộc sống. Chững chạc quá à ta. Đó, cho nên là cũng không có trách, không trách gì hết. Mình biết trước rồi nó sẽ như vậy thì thôi. Mày bị đói, mày bị bỏ đói rồi. Tí đúng đi, tiếp mày, mày hãy chú luôn hay gì mà mày triết lý dữ vậy. Không, thì tôi trước khi bị bỏ đói là kiểu cũng lạc lìa được một hai lần rồi. Tôi cũng sắp thấy rồi. Thì lạc lề cũng một hai lần rồi cho nên là cái việc bà đói nó không phải vấn đề lớn của tao mà chứ một người bình thường mà thời điểm đó chắc nó tao nghĩ cũng khó quê ha. Có cơ may nó sẽ nổi lên được một lần nữa nhưng mà đó là mình nói có cơ may thôi nha. Nhưng mà thật ra thì con người ta có một cái lý thuyết trong cái Economics in One Lesson ấy, tức là kinh tế trong một bài học á. Ghê vậy, tiếng Anh ông Henry Hazlitt ấy, ông ấy có nói là mỗi người sẽ lo cho mình trước. Tức là người ta sẽ luôn luôn chạy theo những cái gì dưới mọi hành vi của con người là người ta sẽ lo cho mình trước. Người ta lo những cái ngắn hạn. Nhưng mà đối với những thứ ngắn hạn như vậy á thì nó lại tạo ra những cái hậu quả dài hạn. Tức là có một không phải lúc nào cái ngắn hạn cũng tốt nha. Sẽ có những cái ngắn hạn nó anh tốt. Anh này nói chuyện hiểu không Leo? Nó cũng tốt luôn. Nhưng sẽ có những cái ngắn hạn mà nó tốt và anh này vẫn vỡ quá. Dài hạn nó không tốt và con không phải không bạn vỡ đó là tại vì anh này đọc sách nhiều cho nên cách anh này nói chuyện người bình thường người không có đọc sách nó nghe nó sẽ khác hiểu không hiểu, còn hiểu. Mày dân mày diễn tao thật có nhiều cái nghe vẫn hiểu nhưng mà tao lại không muốn nghe cái kiểu đó nha. Tại vì là đơn giản bình thường thôi tao thích kiểu đó nhất. Thì kiểu anh này nói cũng dễ hiểu mà đôi lúc do mình chưa tiếp xúc nhiều với nhiều người như vậy á cho nên mình thấy những cái lời đó nó hơi khó nghe hơi khó đầu tai.
ý ý anh nghĩ kiểu mấy cái hồi lúc đó tao tao thấy việc đi Indo là cái tiền đó, đó là cái ngắn hạn nhưng mà nó không có không tốt cho tương lai của tao sau này, sau kiểu tương lai game thủ của tao sau này. Anh Anh T7 con phần đài 12 thì sao mà con chơi người ngon nếu được vậy? không dùng hệ thống tư duy hai á để suy nghĩ á thì họ sẽ luôn luôn làm theo cái ngắn hạn, và nó gần như tới 70 phần 10 80% đó những cái phá vỡ cái tương lai của họ. Thì đối với Valorant á, mình nghĩ như vậy nè, nói chung như kiếp nó nói ví dụ mà nó đánh ba nữa kiểu thì mình không có hùa theo, nhưng mà top thì hình như là Mình không có hùa theo. ba nó lên rồi gặp nó xong rồi cho nó một bịch trái cây nọ cái kiểu cái thứ á, xong rồi nó kiểu như có như phản ứng của nó lúc đó là bỏ mặc ba nó hay là kiểu như không để ý tới đó đi mê đi game. Trời ơi trời đủ. Cái thời đó là thời thời Ung Văn Khiêm. Đó, thời Nguyễn đó là Kiệm, gọi là bên Nguyễn không Kiệm Ung Văn Khiêm, tao không biết cái chỗ đó gần Nguyễn Kiệm hay không tao không nhớ. Thời đó Ung Văn Khiêm không phải Nguyễn Kiệm, thời đó tao còn ở AKS quá chưa đánh giải chuyên nghiệp. Thời đó Ung Văn Khiêm, hồi đó là làm visa cho tao đi Mỹ du học đó, lên thăm. Nhưng mà lúc đó là tao đang ở trên kiểu như một cái tòa nhà ấy, tao đang ở trên cái phòng kiểu anh Tú là thêm một cái văn phòng ở trên đó đó. Kiểu lúc đó tao không muốn gặp đó, tao muốn gặp nhưng mà sau này cũng đi đi gì ta đi à đi phỏng vấn visa ở đại sứ quán Mỹ á, ở quận nhất á. là đặt tính là định là đi du học luôn hả? Không phải đi du học, không phải tao không tính mà nhà tao muốn đó, tại vì cái người nhà bên Mỹ mà phỏng vấn, lại lúc đó tao cũng quan tâm nhiều, phỏng vấn thì cứ phỏng vấn thôi. Nhưng mà phỏng vấn xin visa Mỹ là nó cái gì đó nó khó lắm, visa Mỹ là khó nhất trên rồi tất cả mọi cái loại visa mấy cái nước trên thế giới rồi. Mày vô mày nói chuyện mày chết tiếng Anh quá mà. Hồi lúc đó tao cũng quan tâm nhiều và lúc đó đang đánh chân cái lúc trước khi phỏng vấn visa này, lúc đó giờ làm giấy tờ lên thăm, lúc đó lên thăm. Còn cái sau này mày đi phỏng vấn á, để cái lịch phỏng vấn á, thì lúc đó đang đang đánh chuyên nghiệp ở NG, tao cũng quan tâm nhiều. Nhưng ba mày Game gì đó mình không lên biết. thăm mày một lần nữa là cái thời điểm lúc đó là mày đã trong 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 team tụi tao rồi. Có một lần thôi, không có lên, không có hai lần, một lần duy nhất. Trời ơi, đợt đó là bởi vậy thăm mày Nhưng mà quên có ta. đối với những đứa như Bởi vậy tụi tao chuyện mới gì chọc mày đó, là lúc đó ba mày lên nên tụi tao mới chọc đó. À không phải chọc đúng mà, thiệt là dí thiệt. đâu, lúc ở tụi mày không có làm cái đéo vô thăm, chỉ có một lần là thời ở với anh Tú thôi. Vậy hỏi cái đó không phải ba mày hả? Ai Chứ mày dí ai lúc đó? sập lộn quá đủ má, cái thời tao còn ở với anh Tú, cái thời còn anh Ngôn á, anh Ngôn còn đủ mà hay chở tới đây ăn, với lại cũng hồi đó tao không đéo làm đéo cái điện thoại. Như Vậy vậy á cái thì đó thật mình ra cái chờ thời sự gian mình mình bỏ mặc coping hay đi, nghe sự tiếp phản ứng như vậy là bởi vì thời gì nó có một cái mặc cảm trong cơ thể bản thân của nó nha, tức là mình chưa thành công được, mình chưa thành công được nên bây giờ mình không dám đối mặt với chuyện đó đó, nên mình phải đi kiếm sự thành công nữa cái đã. Thì bản thân bé Len tại sao mà tới bây giờ nó vẫn muốn thi đấu chuyên nghiệp, nó vẫn muốn nó bùng ba kiểu như nó vô môn gaming next gen xong qua Indo xong mình xin vô gam, xin vô evot xong định xin vô gam lại, tức là nó muốn vượt qua được cái mặc cảm của cái chuyện đó, mà có nghĩa là một cảm của gia đình ấy, nên mình mới nói thật từ từ mình tới cây tới giấc mơ tan thành mây. Thì tại sao giấc mơ tan thành mây, là mình nghĩ rằng một trong những cái chuyện mà qua Indo là một bước ngoặt cho nó, bước ngoặt khiến cho nó không có ở Việt Nam để nó có thể chen chân vô những cái vị trí tốt hơn, vì nó kịp sửa những cái sai sót của nó ấy. ngặt là vô tem với mang lộn vô tắt. Đây mày đậu má nói tao lột được chứ mày nói anh ba với kiếp EXO thằng lột nó không được nha mày. Mày có lúa bằng nhau mày. Anh ấy cũng cũng anh ấy đó, anh ấy đọc sách nhiều vậy, anh ấy cũng biết nhiều rồi. Anh này mấy cái này anh ấy nói đúng. Anh thứ nhất là kiểu như là con trai ấy, anh em kiểu là phần làm trai đó. Đó anh em đi đi tứ xứ đúng không, anh em đi nơi này kia, anh em làm ăn mà anh em chưa thành công, anh em chưa có cái gì mà gọi là để tự hào thì anh em không thì không bao giờ muốn về nhà, Rồi tại lúc vì mày mình đéo có cái lồn gì hết rồi giờ đó. ba mày tự hào về mày chưa? Hình như không có lý Tao thấy ơi. mày mày tốt mà sao vẫn chưa tự hào? Nói chung thì gia đình thì gia đình không có cầu mong gì nhiều, chỉ có muốn con mình có công ăn chuyện làm ổn định là được đó. Cho nên là anh này cũng cũng biết nhiều này, anh này nói đúng rồi, nó là
nhiều lúc cũng không muốn, lúc mà mình còn còn trẻ, còn làm game thủ mình cũng ngại gặp mọi người lắm. Mình tập trung vô cái công việc của mình đang làm. Sau này mình kiểu mình trở thành cái lồn gì đó rồi, muốn gặp ai gặp. Là tại sao Ghê nó quay vậy. Indo? Tại vì Ghê nó nghĩ rằng ở Việt Nam kiếm một tiền vậy. khổ quá, anh quay Indo nó muốn bật lên thôi, nhưng mà ra môi trường Indo đâu có là đâu có đủ sức đâu. Các bạn nên nhớ một điều là môi trường quan trọng hơn động lực, quan trọng hơn cả tư thế nữa nha. Chỉ là nếu như mà không có được môi trường thì mình phải chuyển qua tư thế, còn động lực là cái cuối cùng, cho nên qua đó không có môi trường để phát triển, cuối cùng là phải quay về thôi. Nhưng mà Đúng chuyện quay rồi, về là Việt đúng rồi, Nam bên Indo nó không phát triển được. Bên Indo nó thứ nhất là cái xuất phát điểm của tụi nó kiểu cái cách nó tiếp cận với game, cách nó chơi game nó không thể làm việc bằng Việt Nam được, tại vì Việt Nam nó tiệm net nhiều, cái tiệm net môi nhiều trường thì nó phát nhân, triển nhiều hơn. đúng rồi, tiệm net nhiều sẽ có nhân tài để mà phòng net này chơi với phòng net kia đến giải độ cái kiểu đó, cho nên là còn Indo nó không có. Indo nếu có phòng net nó có như vậy, nếu như bên Hàn nó mấy cái phòng net nó được mọi người là tới công chuyện luôn rồi chứ. Còn Indo nó khác thì quay bên đó làm kiếm tiền bị bà đó đẻ thôi về chứ sao giờ. Ồ, Lan, anh ba có phải là hiện đại không Lan? Anh bay à, anh bay hình như cũng xuất thân từ phòng net, cũng đẹp xe đẹp, đi chơi net xong mắc luôn xe đẹp ấy chứ. Vậy nhưng mà ổng có là nhân tài không? nhân tài không, anh bay không phải thiên tài nha, anh bay cũng phải mài dũa nhiều á. Mày dũa nhiều Cũng phải để bác chỉ đấm nhiều lần mất xe đẹp đi chơi net mới 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 được à? Ê, á. sẽ hỏi giờ mày Rồi. thấy trong game anh ba có đủ Ừ, là gọi là được gọi là nhân tài của cái làng đúng game chưa? rồi. Chứ không có Bây giờ đâu, mấy mà bên còn hỏi ngoài. nhân tài thì chịu. Chứ ngày xưa anh ba có đánh hay không? Ngày Từ xưa ba từ bản thân mình công nhận ngày nha. xưa thì anh bè được cái là tỉnh táo hơn mấy anh em Ừ. đó, về về cái người đánh đội trưởng, người đánh color support là cái đó là cái quan trọng nhất rồi. Thời xưa đâu có kỹ năng đâu, cái thời mà mấy năm trước đánh giải làm đéo cần kỹ năng Ủa, là vậy ý mày là anh ba không có kỹ năng nhưng mà anh ba được cái có cái đầu. đúng rồi, đúng rồi, Ý kỹ là năng anh bè không có nhiều, à. có không có nhiều, nhưng mà cái những sẽ lấy biết không, những cái pha mà nó quan trọng là làm đó, mày chỉ cần đơn giản hiệu quả thôi, những pha quan trọng là mày bung cái lát hay là mày làm cái chiêu này là đó, những đúng những lúc đó là được, không cần phải kỹ năng đi lên múa múa này múa kia À. đó, cái đó là cái chơi game hồi xưa nó như vậy. Còn bây giờ sao lên? Ủa? Còn bây giờ anh ba sao lên? Bây giờ có chơi gái rồi chưa chờ. Lớn tuổi xong rồi không có kỹ năng, không cần thiết, không có cần thiết á. Như ngày xưa sức phát điểm của nó là nó vừa debut cái là nó xịn, mà mặc dù là cũng chậm mà đúng không, là 2016 rồi nhưng mà nó vừa debut là vừa xịn liền luôn, nhưng mà bị cái giai đoạn đó nó bị đau xuống ngay lập tức và nó không giúp cho nó thỏa được cái gọi là cái giấc mơ từ trước giờ của nó. Quay lại về cái chuyện là hai mình cứ mọi người khi mà người nhìn vô á, mọi người nhìn thấy gì? Mọi người nhìn thấy thằng Deadland nó thi đấu cho Indo này cũng có vấn đề nè, về xong rồi vô game có một cái trận mà giống như mọi người mà nghe lại bình luận của Lâm thời điểm đó như thần ấy. Thời điểm đó đúng là như thần luôn, cái trận nó xuất hiện nó đánh con Azir một game, xong trận sau đánh con Corki đúng không, nhưng mà tại sao nó quýnh một game kinh như vậy, xong những game sau nó lại bị đi bụi. Nó lại thọt và nó phải dự bị và cuối cùng nó đi mất tiêu luôn. Rồi tại sao mà nó qua À, EVOS nó cũng vậy như vậy luôn. cái thời đó, Chết cái thời mà nhân, mới vô game đánh trận nhân với lại nhân. IG xong rồi dục tắt luôn á, là kiểu lúc đó anh nị cũng chỉ nhiều cái á, mà mấy cái anh nị chỉ cao siêu quá, Là hiểu không được hả? ngợp ngợp Ý ngợp là hỏi thật là anh này chỉ nhất mày thấy là hay không? anh nị chỉ những cái nó rất là vĩ mô nha. Nó thứ nhất là mày suy nghĩ theo cái cách suy nghĩ của mày vào thời điểm đó với một người mà mày mới tiếp cận với Liên Minh Điện Thoại chuyên nghiệp nha, tiếp cận Liên Minh Điện Thoại chuyên nghiệp nha, chứ không phải kiểu mày mới chơi game không nói, là cảm giác sẽ bị ngợp và sẽ khó để làm theo đó, cho nên là lúc đó tao cũng có nhiều cái suy nghĩ trong đầu cũng kiểu nó một vòng luẩn quẩn á đó. Đôi lúc tao cũng không biết là tao đang làm cái lồn mày luôn đó, và lúc đó rất khó. Lúc cái thời điểm 2017 18 là biết macro, biết 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 các kiểu, biết nhìn trước nhìn nhận cái tình huống rồi, chứ đéo phải tới thời điểm 2020 hai mấy như bây giờ mới nhìn mấy ông đánh giải, đéo có vậy đâu. Hồi đó là nị chỉ mấy đó luôn á, Vậy là nhưng mà đi từ giỏi nhưng mà trò không giỏi đúng không? cái thời đó là hơi ngợp, hơi đuối nữa, lúc đó đang 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 uống thuốc nữa, hơi đuối ngợp, nên là thằng Trung mới đánh zero ai đánh. Vậy tất cả coi ai Rồi tại sao nó muốn vào trời game dính vô lại? số chung Nhưng giữa mà chung nó nhiều những giai đoạn quá thành công của Bethlehem là gì? Những giai đoạn thành công mà mình thấy ở Bethlehem là lúc vô Zhongnan Gaming,
lúc vô một trận đánh với lại YG. Đấy, đó là những cái thành công của Vayland. Vậy thì mình phân tích tại sao mà có Vayland nó có dấu hiệu mà thành công như vậy mà nó lại thất bại những chuyện khác. Thật ra đầu tiên mình nói về lối đánh của Vayland nha. Bạn nhìn thấy con chim băng không? Đó là cái kiểu đánh của Vayland đó. Nó đánh những con như con Fish hay con Vladimir hay con này cũng vậy. Cái màn hình của Vayland á, mình tiếc là chuyện sau này mình chỉ kia da, mình dám nói là cái kỹ năng xịn nhất của kia da là kỹ năng do mình chỉ nhá, là kỹ năng mình map, mình địa map. Và cái kỹ năng này á rất khó có một huấn luyện viên nào ở Việt Nam mình kịp nhận ra. Sau này nó sẽ phổ biến thôi. Nhưng thời điểm tại sao? Tại vì mình được cơ hội nhìn thấy Levi nè, mình có cơ hội ngồi sau lưng coi thằng Sọc đánh nè, mình có cơ hội ngồi sau lưng coi thằng Achi đánh nè. Đúng đúng. Thì này sự kinh khủng của những đứa đó, hoặc là kể cả mấy bạn coi Faker, các bạn nhìn thấy nó đảo map như điên ấy. Nó đảo map như điên, nó bảo map như điên luôn, đảo map như điên luôn. Nó đảo map như điên mà nó diện lấy thông tin. Tại các bạn phải hiểu một điều là mini map là một cái không đủ thỏa mãn. Tại vì mini map thuộc về hệ thống 1 và người ta không thể nào sử dụng hệ thống 1 để lấy thông tin hoài được. Tại vì người con người nó lười dữ. Thế này anh này nó đúng em, thế này tao chơi game anh này hay ngồi sau lưng lắm. Hay chỉ cái này dĩ kia. Là anh này kiểu chỉnh mình chút luôn á hả? Thì đúng rồi, thì đúng rồi, anh ấy ngồi coi sau lưng, ngồi thứ nhất coi theo cái tác của mày, cách mày chơi game, cách mày gọi là giao tiếp đó, các bạn thế này thế kia đó, ngồi sau lưng cũng hay chỉ mà anh này nó đúng. Tại vì hồi trước thì tao chơi game thì mấy con tướng tao thì cũng thấy rồi, nó phụ thuộc vào lên nhiều cho nên là không có li map nhiều đó, mấy cái đó anh ấy sau này chỉ tao mới nhiều cái mới thay đổi được, chứ lúc đó mà nó gộp quải quá nhiều thứ một vào một thời điểm nó sẽ bị ngợp. Thì chị đúng mà. Rồi, hồi mày đó chờ tao 30 giây cái lên, chờ tao 30 giây cái. Rồi, thôi anh em, tôi vẫn ngồi trong Discord nói chuyện với Belen, nói về cái này câu chuyện với Belen. Anh em thì chắc là qua stream của anh Ba với lại Belen với lại mấy anh em khác xem tiếp nha. Tôi off thôi vậy, chứ tôi vẫn ngồi nói chuyện với Belen cho nó vui này nọ. Nghe hết cái câu chuyện này đó, anh em qua stream của Belen với lại mấy anh em khác nha. Bye bye mọi người nha mọi người. Nay tôi off luôn chắc là không để cho